Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV. Và ở kết ở phần 2 đó, Hoàng Vy có thưa quý vị một cái cuộc đối đầu ở tiểu bang Georgia mà liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, liên quan tới hai cái nhân vật là ông Warnock cũng như ông Walker. Mà nếu như đảng Cộng Hòa quyết tâm muốn giành lấy Thượng viện thì ông Herschel Walker là cái nhân vật bên góc phải đó sẽ chắc chắn không thể thua trong cuộc bầu cử giữa kỳ này. Nhưng mà cái ông Herschel Walker thực sự là một cái ứng cử viên rất là lạ lùng. Hoàng Vy chỉ dám dùng từ lạ lùng thôi. Còn phần còn lại là do quý vị thẩm định thông tin, và đặc biệt là những ai ở Georgia sẽ quyết định là có sử dụng lá phiếu của mình để bầu cho một cái nhân vật, một cái ứng cử viên mà sẽ bước vô quốc hội liên bang như ông Herschel Walker này hay không. Một số thông tin. Đầu tiên là cái câu chuyện mà gần như là kinh điển liên quan tới ông Herschel Walker xảy ra vào một tháng trước. Hoàng Vy cũng có thưa rồi, nhưng mà hôm nay sẽ cập nhật ngay sáng ngày hôm nay nè thưa quý vị. Câu chuyện nó liên quan tới đầu tiên là tờ Washington Post có một cái thông tin liên quan đến một cái người phụ nữ đã liên lạc với Washington Post và cho biết ông Herschel Walker này, ông không, cái đời tư của ông không giống như những cái gì mà ông tuyên bố. Ông tuyên bố là ông cương quyết chống phá thai cho đến cùng, kể cả không có những cái trường hợp ngoại lệ như là bị là hãm hiếp hoặc là loạn luân, không có bất kỳ lý do gì hết, không được phá thai. Nhưng cái người phụ nữ này cho biết ông đã trả một cái tấm check lên đến 700 Mỹ Kim. Và để chi vậy? Để mà khuyến khích, để mà kêu bà này đi bỏ cái thai mà bà có với ông Herschel Walker này đi. Và bà còn để mà thuyết phục, bà còn cung cấp cái receipt của cái nơi mà đã thực hiện cái cuộc bỏ thai ngoài ý muốn cho bà. Và cộng thêm cái tấm check mà có cái chữ ký của ông này ở trên đó. Và cộng thêm tấm thiệp chúc là bà này mau chóng được bình phục. Thì ngay khi cái thông tin này nổ ra thì quý vị phải hình dung rồi, cử tri người ta cảm thấy ngơ ngác lắm. Ủa, vậy là cái luật để đặt ra cho người khác chứ không đặt ra cho mình hay sao? Và người ta bắt đầu hoài nghi. Và cái chiến thuật của ông Herschel Walker cũng như là của đảng Cộng Hòa nè, ông, ngay cả ông Mitch McConnell, ông Rich Scott là những cái nhân vật lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Thượng viện hiện nay đó, là liên tiếp đứng sau lưng ông Herschel Walker. Kể cả ông Ted Cruz của Texas cũng vậy nữa, ngay lập tức đứng đằng sau lưng của Herschel Walker và nói là đây là cái trò của đảng Dân Chủ nè, chơi người ta chứ không có gì hết á. Và ông Herschel Walker chỉ niệm một cái câu thần chú duy nhất từ cái ngày xảy ra cái scandal này cho đến sáng ngày hôm nay, Hoàng Vy được thấy là đó là lời nói dối, đó là lời nói dối. Và ông này thừa nhận một cái chi tiết đó, đúng là tấm check có tên tôi và cái chữ ký của tôi, nhưng mà tôi cho tiền nhiều người lắm, tôi đâu có cho tiền cái người phụ nữ nào đâu. Nhưng mà sau khi người ta tấn công nữa và cung cấp nhiều thông tin nữa thì ông này mới lộ ra một câu là ok, tôi có thể là cũng có thể là tôi cũng biết cái người phụ nữ này ấy, mà nó không liên quan gì đến tôi trong cái chuyện phá thai, phá thiết gì hết á. Và quý vị nghe một cái đoạn video clip mà ông này đã liên tục phủ nhận những cái lời cáo buộc dựa trên cái sự thật mà người ta đã có bằng chứng như thế này. Ever have a conversation with this woman at any time about an abortion? No. Did you ever, to your knowledge, give money to pay for the cost of an abortion? No. Is she lying? Yes, she's lying. Yeah, she's lying. Are you saying a flat out denial to any knowledge of an abortion? Quý vị vừa thấy đó, là ông này coi như là lắc đầu lia lịa, lie, đó là lời nói dối. Nhắc lại nhé, lần đầu tiên thì ông nói là ông đưa tiền rất là nhiều người, ông biết người phụ nữ này. Sau đó mới lộ ra người phụ nữ này chính là mẹ của một trong những cái đứa con của ông. Mà cái câu chuyện ông có con nó cũng ly kỳ lắm. Đầu tiên khi mà bắt đầu ra là tuyên bố là tranh cử, ông nói ông có một đứa. Sau đó ông nói ông có hai đứa. Rồi cuối cùng nó lòi ra là ông có bốn đứa con, nhưng mà với bốn người phụ nữ khác nhau. Thì một trong bốn người phụ nữ đó có thai với ông Herschel Walker, nhưng mà ông kêu đi phá thai đi. Thì ông nói rằng ông không có biết cái người phụ nữ này. Nhưng bây giờ vào sáng ngày hôm nay đây thưa quý vị, Hoàng Vy trên đường đi làm á, thì nghe được một cái đoạn phỏng vấn của NBC News phỏng vấn ông này và tung ra vào sáng ngày hôm nay. Ông nói đó, ok, bây giờ ông thừa nhận là cái người phụ nữ mà gửi thông tin này cho Washington Post và cho truyền thông á, là ông biết. Ông biết đó là mẹ của những người con của ông. Và đúng là ông có ký tấm check cho cái người phụ nữ này. Nhưng đây là lời nói dối. Là bởi vì sao? Lúc ông ký, ông không biết là người ta sẽ đi phá thai. Đó là câu trả lời của ông Herschel Walker vào sáng ngày hôm nay đó thưa quý vị. Và trong cái cuộc tranh luận vào hôm thứ Sáu vừa rồi đó, ông vẫn liên tục khẳng định đây là cái lời nói dối của đảng Dân Chủ nhằm để tấn công ông, bởi vì họ biết rằng ông sẽ thắng.
Và không phải đây là lần đầu tiên đâu. Hoàng Vy cũng có thưa quý vị, chắc quý vị còn nhớ là ông nhiều lần nói là ông là từng làm việc, ông là từng là nhân viên của FBI và sau đó cơ quan lưu trữ của FBI ở Atlanta hoàn toàn không tìm thấy cái thông tin như thế này. À, nhưng cái câu chuyện về nhân viên FBI á, là hôm thứ Sáu vừa qua trong cái cuộc tranh luận đó, khi mà đối thủ của ông Raphael Warnock đó có nói rằng á, quý vị đừng có bao giờ nghe theo những người bên phía đảng Cộng Hòa mà nói rằng dân chủ là chống đối lực lượng cảnh sát. Không, chúng tôi ủng hộ lực lượng cảnh sát và chúng tôi muốn đối phó với tội phạm. Nhưng chúng tôi không bao giờ bẻ méo bằng cách là như cái ông Herschel Walker này đây. Ông ấy đã từng dọa là nổ súng vào cảnh sát, chắc quý vị có nhớ hả? Và có một điều tôi sẽ chẳng bao giờ làm, đó là giả danh mình là cảnh sát. Thì khi mà ông Warnock nói như vậy, quý vị có biết không, cái khán phòng người ta vỗ tay rào 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 luôn. Là bởi vì ông Herschel Walker từng nhiều lần nhận mình là cảnh sát. Và ngay khi mà Warnock nói như vậy đó, thì ông Herschel Walker, người bên có phải, là ngay lập tức rút trong túi áo ra một cái huy hiệu, nhá nhá một cái huy hiệu của FBI. Thì lúc bấy giờ cái người điều khiển chương trình người ta nói rằng, Herschel Walker, ông biết cái điều lệ của tranh luận phải không? Khi mà bước lên sân khấu là không có được rút bất kỳ cái công cụ hay là dụng cụ hay là cái gì ra hết. Thì vào sáng ngày hôm nay cũng liên quan đến câu chuyện này, Herschel Walker nói, cái này là của FBI trao tặng danh dự cho tôi á, tôi có làm việc với FBI mới được như vậy á. Nhưng mà nó hoàn toàn không phải là, nó chứng minh là Herschel Walker đã từng là một cảnh sát. Hai cái thực tế đó nó hoàn toàn khác xa. Và ngay cả cái câu chuyện về cái nguồn gốc của mình á, cũng là một cái ly kỳ liên quan tới Herschel Walker thưa quý vị. Ông nói rất là nhiều lần vào hồi tháng 6, ngày 20 tháng 6 khi mà ông đến cái College Park, và sau đó vào hồi tháng 9, 28 hay tháng 9, ông khẳng định một cái điều như thế này nè: tôi tự hào tôi là người da đen, nhưng mà tôi biết là cái nguồn gốc của tôi á, là thuộc về người thổ dân Mỹ, là người gốc Mỹ nhiều hơn. Là bởi vì sao vậy? Mẹ tôi á, sau này mới tiết lộ một điều cho tôi biết á, là tôi là người thổ dân Mỹ, người Native American. Và tôi rất là ngạc nhiên về chuyện này. Tôi còn hỏi mẹ tôi là tại sao, sao mẹ không nói cho con biết ngay từ rất là sớm. Thì mẹ nói, well, tình hình ở cái thời điểm đó nó rất là phức tạp. Có rất là nhiều những người thổ dân Mỹ đó đã bị đối xử còn tàn tệ hơn người da đen nữa, cho nên mẹ không nói. Nhưng mà sau đó thưa quý vị, sau đó cũng chính bà mẹ của ông Walker này, khi mà truyền thông hỏi thì bà nói trong trí nhớ, lục hết toàn bộ trí nhớ của bà thì bà chưa từng có nghĩ rằng là gia đình của bà có nguồn gốc là ở thổ dân Mỹ. Và thậm chí là cái Cherokee Nation đó, là cái bộ lạc thổ dân Mỹ đó thưa quý vị, thì người ta cũng nói rằng người ta xem hết trong cái dữ liệu người ta đó là không có cái thông tin nào về Herschel Walker hết. Đó, đó là những cái chuỗi mà nó nối dài những cái lời nói mà chúng tôi không dám dùng là từ nói láo, nhưng mà để cho cử tri và đặc biệt là những người mà đang sống ở Georgia đó, người ta có quyết định để mà bỏ lá phiếu cho một cái nhân vật ứng cử viên như thế này hay không. Và một lần nữa, bất chấp những scandal xảy ra như thế này, bất chấp những gì mà ấy thể hiện ở trong suốt cái thời gian tranh cử vừa qua, nhưng mà đảng Cộng Hòa vẫn kề vai sát vai, là bởi vì đảng Cộng Hòa có nói một điều rằng họ quyết tâm phải thắng cái cuộc bầu cử, phải lấy Hạ viện và cả Thượng viện bằng mọi giá. Thì không phải chỉ có đảng Cộng Hòa đâu thưa quý vị, mà cả Dân Chủ cũng vậy. Thậm chí là trong những cái chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ bây giờ đó, cũng làm cho nhiều người bày tỏ cái sự hoài nghi và cho rằng đảng Dân Chủ đã quá mạo hiểm, hoặc thậm chí là lên án nữa. Hoàng Vy có thưa quý vị trong thời gian cái show kỳ trước, đó là đảng Dân Chủ ở một số cái tiểu bang thậm chí bây giờ còn tài trợ, chạy cái quảng cáo tài trợ cho những cái đối thủ của mình, là những ai mà phò Trump, cuồng Trump và tiếp tục cứ tuyên truyền cái luận điệu là bầu cử năm 2020 là gian lận. Thì họ tài trợ bởi vì sao? Họ nghĩ là nếu mà vô cái vòng đối đầu trực tiếp á, thì họ sẽ dễ dàng thắng những cái người này. Tuy nhiên, nhiều người quan sát là đây là một cái bước đi hoàn toàn mang tính chất mạo hiểm. Và nếu như mà thực sự là những cái ứng cử viên này thực sự thắng thì sao? Thì đảng Dân Chủ sẽ làm gì? Khi mà họ lên án những cái thuyết mà họ cho rằng cực đoan, là cái thuyết lan tỏa cái thông tin bầu cử là gian lận, và họ nói rằng là có
nguy hại cho cái nền dân chủ của nước Mỹ. Mà chính đảng dân chủ như thế này mà đi tài trợ chạy những cái quảng cáo để mà lăng xê những cái ứng cử viên như thế này chỉ nhằm mục tiêu là cho mình thắng thôi, và thắng bằng mọi giá, cả hai đảng đều muốn thắng bằng mọi giá, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với nền dân chủ? Và ngay cả bà phó tổng thống Kamala Harris, NBC News đã một lần hỏi bà về những cái hành động này của đảng Dân Chủ đó, những cái ứng cử viên đảng Dân Chủ, thì bà nói là bà không có can thiệp, bà không thể nào mà chi phối và đưa ra cái lời khuyên là họ phải làm gì. Tuy nhiên, để mà cho thấy một điều rằng cả hai đảng đều rất là quyết tâm. Và nếu như ông Herschel Walker là một cái nhân vật mà đảng Cộng Hòa không thể thua nếu mà muốn nắm lấy Thượng viện, thì có một nhân vật khác ở Pennsylvania mà đảng Dân Chủ cũng không thể thua nếu muốn giữ quyền kiểm soát ở Thượng viện. Đó là ông John Fetterman ở Pennsylvania, thưa quý vị. Cái nhân vật, cái ông này sẽ đối đầu với lại ông bác sĩ Ox, là một cái nhân vật nổi tiếng và có cái chương trình trên khắp các cái đài truyền hình quốc gia về tư vấn về sức khỏe trong suốt cái 10 năm vừa qua. Ông bác sĩ Oz là ở bên góc phải và ông Fetterman ở bên góc trái. Cái sự kiện xảy ra trong suốt cái tuần vừa qua làm cho nhiều người quan tâm á, là sau khi mà ông Fetterman này bị đột quỵ vào hồi tháng 5 á, thưa quý vị, thì bây giờ nhiều người ta đặt ra câu hỏi là vậy ông có fit, ông có vô cái vị trí là một cái thượng nghị sĩ và đại diện cho tiểu bang và đi vô quốc hội liên bang có còn phù hợp hay không? Hay nói cách khác, ông có đủ sức khỏe mà đảm đương nhiệm vụ hay không? Và ông Fetterman đã từng là phó thống đốc của tiểu bang nha. Và ông xuất hiện với một cái hình ảnh hoàn toàn khác với các chính trị gia, là lúc nào cũng vest và lúc nào cũng điệu bộ rất là cứng nhắc. Ông này, hình ảnh này là cái hình ảnh mà ông xuất hiện trong cái đợt gặp cử tri vào hôm thứ Năm vừa qua, là vẫn cái áo hoodie rất là dân dã, tay thì xăm trổ đầy mình và ông nói chuyện rất là dân dã. Và lẽ ra ông là một cái tiếng nói mới, một cái diện mạo mới cho cử tri của Pennsylvania và cả cử tri của đảng Dân Chủ nữa. Họ đang kỳ vọng vào ông này rất nhiều. Thì rầm vào tháng 5, ông Fetterman bị đột quỵ và bây giờ đã sau rất là nhiều thời gian thì ông nói là ông đã phục hồi được. Nhưng mà có một cái thông tin mà đảng Cộng Hòa dùng để mà chỉ trích ông Fetterman này, đó là cho đến tận thời điểm này, khi mà hàng loạt những cái tiếng nói người ta đòi là ông bây giờ hãy cung cấp cái những cái thông tin về sức khỏe của ông hiện nay đi, những cái medical documents, thì ông Fetterman đã từ chối. Khác với trước đây năm 2008, chắc quý vị còn nhớ là ông thượng nghị sĩ John McCain, khi mà ông cũng có vấn đề về sức khỏe và người ta cũng đặt câu hỏi là vậy thì ông có đủ để mà đảm đương cái vị trí của mình hay không, thì ông đã cung cấp toàn bộ những cái thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của mình, gần 3.000 trang. Ý ông muốn nói là mọi thứ của ông nó rất là minh bạch, nhưng ông Fetterman đã từ chối và điều này cũng là một trong những cái điểm mà đảng Cộng Hòa dùng để tấn công ông Fetterman. Và trong cái cuộc phỏng vấn mới đây nhất, thưa quý vị, NBC News đã phỏng vấn ông, thì ông phải dùng một cái máy để mà đọc chữ. Nó dành cho những người mà cái khả năng nghe không tốt hoặc là bị điếc, thì ông phải nhìn cái đồng chữ trên đây thì ông mới trả lời được. Thì ngay lập tức, những người bên phía Cộng Hòa và cái người đầu tiên là Tucker Carlson của Fox News, là một cái đài truyền thông cực hữu, ông này lên chế nhạo và nói rằng, Fetterman, cẩn thận nha, coi chừng cứ chăm châu châu cái đầu nhìn vô cái máy đọc chữ, coi chừng có ai đó hát vô cái máy rồi viết tầm bậy tầm bạ, rồi ông đọc tầm bậy tầm bạ, trả lời phóng viên tầm bậy tầm bạ đó. Đó là cái lời chế nhạo của Tucker Carlson. Nhưng mà cũng đâu có yên, vào sáng ngày hôm nay Hoàng Vy đọc thấy thông tin là người ta cũng phản biện, người ta nói rằng Tucker Carlson, ông nhìn lại ông đi, ông cũng là người lên trên chương trình truyền hình và ông cũng phải dùng những cái máy đọc chữ đó chứ. Chứ đâu phải là ông nói hoàn toàn hay không, cũng cần phải có những cái thông tin để nhìn vô để mà nhớ nữa chứ. Cho nên đừng có cười nhạo người ta. Và cái điều đặt ra như thế này nè, thưa quý vị, người ta đặt câu hỏi là tại sao đảng Cộng Hòa và đặc biệt là ứng cái đối thủ của ông Fetterman, ông Dr. Oz là bên góc phải đó, đã công kích ông Fetterman này rất là nhiều về vấn đề sức khỏe, khi mà người ta đang cố gắng hồi phục như vậy thì lại công kích và cho rằng là ông Fetterman chẳng bao giờ có thể phục hồi được và chẳng bao giờ có thể đảm đương được vị trí này. Ý Hoàng Vy đang nói là có rất nhiều những cái chính trị gia trong quá khứ, thậm chí như là David Paterson của New York, thưa quý vị, là một cái thống đốc của New York năm 2008, hoàn toàn là bị mù luôn. Nhưng mà ông vẫn làm tốt cái công việc của mình. Và ở hay là phó thống đốc Cyrus Habib của Washington State cũng là bị mù, nhưng mà người ta vẫn đảm đương cái vị trí người ta rất là tốt. Vậy thì ông Fetterman 6 tháng trước bị đột quỵ và bây giờ người ta đang hồi phục, thì không thể nào mà bên phía đảng Cộng Hòa và ông Dr. Oz
dùng để mà chỉ trích, để mà tấn công như vậy. Và đặc biệt là vào chiều tối ngày Chủ nhật hôm qua đó thưa quý vị, khi mà có một phóng viên người ta đặt câu hỏi với ông Dr. Oz, người ta nói rằng lẽ ra ông là một bác sĩ, ông phải đưa ra những cái thông tin để mà khuyến khích cho những cái bệnh nhân của ông để mà cố gắng để mà vượt qua trong quá trình người ta bị đột quỵ chứ. Ông có nói những cái điều mà ông nói về ông Federman, ông có nói những điều đó với lại bệnh nhân của ông ấy hay không? Quý vị có biết là ông Dr. Oz trả lời sao không? Ngắn gọn, no. Có nghĩa là ông ấy không chọn nói như vậy với bệnh nhân của mình, nhưng ông dùng những cái lời lẽ về sức khỏe để mà công kích đối thủ. Và có một chi tiết nữa thưa quý vị, ông Dr. Oz này là một trong những cái lần mời những cái người chống vaccine COVID-19, như một lần năm tháng 3 năm 2020, ông đã mời một cái nhân vật mà cực kỳ bài vaccine trong cái bối cảnh là ông Tổng thống Joe Biden đang muốn là người dân Mỹ phải làm sao để chích ngừa để vượt qua cái cơn đại dịch này. Thì ông Dr. Oz đã mời những cái nhân vật mà bài vaccine lên trong chính cái chương trình của mình. Thì người ta đặt ra cái câu hỏi là nếu như cái vị bác sĩ vốn rất nổi tiếng như thế này, là một celebrity mà bước vào Quốc hội liên bang, thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Và vừa rồi đó là hai cái chân dung, hai cái nhân vật để mà tổng kết, phát thảo lên một cái bức tranh rất là quan trọng ở trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Như Hoàng Vy nói một lần nữa, Herschel Walker của đảng Cộng Hòa là cái nhân vật không thể thua nếu đảng Cộng Hòa muốn nắm Thượng viện. Và Federman của Pennsylvania là một nhân vật của đảng Dân Chủ mà không thể thua nếu Dân Chủ muốn tiếp tục kiểm soát Thượng viện. Và vào ngày 20 tây tháng 10 sắp tới đây, Tổng thống Joe Biden sẽ đến Pennsylvania để mà sát cánh với Federman để mà kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho mình. Và sau đó là ông cựu Tổng thống Barack Obama cũng đến Pennsylvania để mà kêu gọi mọi người ủng hộ cho ông Federman. Đó là những tình tiết mới nhất. Và cuối cùng, vài giây ngắn gửi cuối cùng, Hoàng Vy xin thưa quý vị, là trong lúc đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang gây gắt chạy đua để mà mong là thắng được cái cuộc bầu cử giữa kỳ, một lần nữa Cộng Hòa thì đang rất là mong, và có những cái chỉ dấu cho thấy trong cái cuộc khảo sát tuần vừa rồi thì Cộng Hòa hiện đang dẫn trước Dân Chủ tới 6 điểm lận, và Cộng Hòa đang thắng thế, đang vượt lên và đang nghĩ rằng sẽ nắm luôn Thượng viện, Hạ viện và biết đâu sẽ thắng luôn cái cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Và sáng ngày hôm nay thứ hai này thưa quý vị, ông lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện là ông Kevin McCarthy, ông rất là tự tin là ông sẽ là chủ tịch của Hạ viện tương lai, thay thế soán ngôi của bà Nancy Pelosi. Và ông nói nếu như mà ông không phải là chủ tịch Hạ viện trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới đó, thì đây không phải là kế hoạch của Chúa đâu. Nhưng mà có một cái chi tiết mà Cộng Hòa và Dân Chủ cũng nên để ý, mà người ta nói rằng cái cuộc bầu cử giữa kỳ này đó, có thể nó sẽ là cuộc bầu cử quyết định nó nằm trong những cái nhóm cử tri trung dung. Người ta sẽ quan sát những gì mà đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thể hiện trong suốt cái thời gian vừa qua. Và cái khảo sát mới nhất, cái thống kê mới nhất thưa quý vị, là những cử tri của Cộng Hòa chỉ chiếm có 30% thôi, ghi danh là Cộng Hòa. Cử tri Dân Chủ là 24%, nhưng nhóm cử tri trung dung đã tăng lên khá là đáng kể, 43%. Và đây là điều mà cả hai đảng cần phải lưu ý khi hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Và vừa rồi là những tin tức khá là quan trọng của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.